tự xử mà nhanh ra có phải là yếu sinh lý không? Có cách thăng hạng chuyện ấy đây. Một số bạn tự xử tâm sự với tôi là thời gian ra rất nhanh, bạn này sợ bị xuất tinh sớm mà hỏi tôi rằng liệu cháu có bị sớm hay không. Thực sự để chuẩn đoán một người có bị sớm hay không phải có 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất, thời gian rất là nhanh, thường xuyên dưới 1 phút. Thứ hai, tần suất lâm trọng đều đặn mà vẫn bị ngắn từ 1 đến 2 phút. Thứ ba, chuyện ra sớm này ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn và đối tác hoặc người yêu hay không. Quay trở lại với câu chuyện của anh con trai bên trên, bạn này tự xử chưa quan hệ gì cả nên chưa thể kết luận là sớm được các bạn nhé. Với những anh nào đã gần gũi vợ hoặc người yêu mà chỉ 1 đến 2 phút trong thời gian dài, muốn cải thiện thời gian thì các anh có thể áp dụng bài thuốc có tên là tế sinh thận khí hoạt. Đây là bài thuốc cổ được Trung Hoa danh phương toàn tập đề cập rất nhiều vì tác dụng cực kỳ hiệu quả của nó cho nam giới. Thành phần bài thuốc gồm thục địa hoàng 15g, sơn phù du 30g, phục linh 30g, quan quế 15g, xuyên nhu tất 15g, sơn sao dược 30g, trạch tả 30g, mẫu đơn bì 30g, bao phụ tử 2 củ, sa tiền tử 30g. Cách dùng: các nguyên liệu trên nghiền thành bột mịn, luyện với mật làm thành viên hoàn và hạt ngô đồng. Mỗi ngày uống khoảng 9-10g, ngày uống 2 lần. Uống đều đặn từ 10-15 ngày là khả năng sinh lý được cải thiện rõ rệt, sinh lực dồi dào, nam giới lấy lại bản lĩnh của đàn ông một cách nhanh chóng. Thầy Bình, nam dược trị nam nhân.